đến được chẳng hạn như một năm chúng ta không đến được 12 lần thì chúng ta đến một lần. Thứ nhất là mình nâng đỡ tinh thần, mình chia sẻ để mình giúp với nhau, mình chia những cái công việc mình làm. Từ đó cái hội thánh mình nó sẽ có bước phát triển cao hơn. Nếu quý vị đồng ý thì quý vị cho một tràng có tay. Nghẹn ngào vỡ tan.